Chào anh Auto, xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì em lại tiếp tục về thêm một chiếc sedan hạng C nhập khẩu nguyên chiếc đến từ Hàn Quốc, phiên bản số tự động. Xe thì được trang bị rất là nhiều tính năng an toàn các bác nhé. Trang bị rất là nhiều tính năng an toàn và sở hữu form dáng em nó thì nhìn rất là đẹp này. Màu xám ghi mọi người nhé, được mang tên tư nhân biển thủ đô 29A96966 này, biển rất là đẹp các bác này. Một vòng quanh xe đây nhé, và mâm thì được bác chủ xe trang trí sơn màu đen trắng này. Đấy, rất là đẹp luôn, màu đen trắng này. Thiết kế đầu xe đây, một chiếc xe trang bị rất là nhiều tính năng an toàn. Đây, phanh đĩa ABS này, túi khí an toàn, gương kính chỉnh điện, điều hòa auto, gạt mưa auto, đèn pha auto, tổng thanh sơn chi đây, màu xám ghi đây. Màu này thì luôn luôn rất là hot trên dòng xe CDX này rồi. Mẫu xe Daihatsu Lacetti CDX sản xuất năm 2010, phiên bản số tự động 1.6 các bác nhé. Phiên bản số tự động 1.6 này, cảm biến va chạm, màn hình cam, đùi cam, hành trình tất cả đầy đủ hết rồi. Thân vỏ đây rất là mỏng này, phần form dáng các bác nhé, còn đều còn nguyên hết. Đấy, cam kết cho các bác là xe không lỗi. Đấy, nội thất tâm đồ tâm ly này, ghế da còn zin theo xe mọi người nhé, ghế da zin theo xe, trần nỉ đây rất là sạch sẽ rồi. Các chi tiết như phần khóa cửa này. Một chiếc xe được sở hữu hệ thống cách âm cực kỳ là tốt các bác nhé, gần như là tốt nhất phân khúc mọi người ạ, gần như là tốt nhất phân khúc luôn nhé. Ngồi trên xe thì khá là êm ái và xe chạy thì cực kỳ là chắc và đầm mọi người ạ. Phần khúc phanh nhé, hệ thống khung gầm đây, khung gầm sàn đây mọi người nhé, khung gầm sàn đây, khung gầm gì không một ngoặt nhé. Rất này, gương kính chỉnh điện của xe, hai túi khí an toàn, đầu DVD nguyên bản này, điều hòa auto này, ủ số này, sấy ghế này, đè lỗ thông minh, cam lùi cam hành trình đầy đủ các nhá, cam lùi cam hành trình đầy đủ luôn. Nội thất này, một chiếc xe là cam kết cho các bác là không có đâm va, không ngập nước, máy số không gầm thì gần như không có đối thủ. Chiếc xe này khẳng định với các bác là máy số không gầm không có đối thủ cùng đời mọi người nhá. Với cửa tiền hơn 200 triệu đồng thôi là mọi người đã sở hữu được một chiếc xe form dáng rất là đẹp rồi. Một dòng xe nhập khẩu rất là chất lượng. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Thế Anh số điện thoại 0354152888 nhé. Địa chỉ để xem xe trực tiếp là thôn Đại Uyên, xã Bạch Đằng, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Bên em thì có hỗ trợ vận chuyển giao xe trên khắp toàn quốc. Và các bác lưu ý giúp em là giá trên là giá em bán xe tại cửa hàng thôi nhé, chưa có bao gồm phí gì cả đâu mọi người nhé. Chưa có bao gồm phí hồ sơ hay vận chuyển gì cả nhé. 238 đồng. Vô lăng này, không một vết mòn, tích hợp các phím rảnh tay này. Đây, chế độ đèn pha auto này, gạt mưa auto. Đây, củ số đây, phanh tay hộp vị thay đây, điều hòa auto đây. Đấy, một chiếc xe còn rất là đẹp luôn. Gương kính chỉnh điện của xe 238 triệu đồng cho mẫu Daihatsu Lacetti CX nhập khẩu Hàn Quốc sản xuất năm 2010 các bác nhé. Sản xuất 2010. Đây, cam lùi, cam hành trình này đều được tích hợp ở trên phần gương này. Nội thất đây. Và phần khoang máy đây, thì anh sẽ cho mọi người cùng tham khảo để cả nhà cùng nắm rõ được hơn về chất lượng của chiếc xe này các bác nhé. Và xe đi được sở hữu biển số rất đẹp luôn, 96966 này. Đây, máy đi, lỗ rất là êm mọi người nhá, không có rung giật một chút nào luôn. Số thì nhảy rất là mượt luôn nhá, một chiếc xe chất không hơi thừa. Máy số thì khẳng định các bác là không có đối thủ cùng đời đối với chiếc xe của em ngày hôm nay. Đây, máy khô, lỗ rất là êm luôn. Và xe thì rất là còn sạch sẽ khô ráo mọi người nhá, sạch sẽ khô ráo luôn. Máy số thì đại chất luôn, 238 triệu đồng. Mọi người quan tâm thì cứ liên hệ cho Thế Anh nhé. Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều.